phải coi lại. Tại vì trong kinh Pháp Hoa có cái câu gọi là tam giới vô an, sao nữa? Rồi là thuộc ha, thuộc giỏi quá mà vẫn thấy an như thường, như vậy là sao? Tuy rằng là câu hỏi xã giao, nhưng thật sự thì chúng tôi luôn chia sẻ đại chúng với cái góc độ mà của người con Phật chúng ta phải luôn luôn có một cái phải nâng cấp ý thức cao rằng chúng ta đang sống trong cái cõi bất an chứ không phải an đâu. Nếu mà chúng ta thấy an á, là chúng ta thấy cảm nhận của người phàm phu. Nhiều người phàm phu á, họ mê sai, hay là nói thẳng là chai lì á, nghĩa là luân hồi nhiều kiếp quá rồi nó chai lì á. Thành ra là trong cái giây phút này mà chúng ta vẫn thấy an. Còn khi nào mà bệnh đau rồi bị cái việc này việc kia mình mới thấy bất an. Còn mà chúng tôi xét lại hệ thống kinh điển của Phật, như những cái bộ kinh mà đầu tiên mà đến Trung Hoa đó, cái gì để ý, như bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương, như bộ kinh Viên Giác, như bài Quy Sơn Cảnh Sách, tức là Phật Tổ Tam Kinh của mình, thì rõ ràng là những cái câu đầu hết là các ngài nhắc là, như Quy Sơn nhắc là gì, phù nghiệp hệ thọ thân vị miễn hành vị, phải không? Nghĩa là nhắc tới là nhắc cái thân nghiệp này nó gì mà nghiệp nó kéo mình vô đây, cho nên mình phải chịu nhận cái thân này. Còn như Bát Đại Nhân Giác thì nói sao? Đệ nhất giác tri ra quốc độ uy thí, năm ấm vô ngã gì đó vân vân, cũng nhắc là cái này nó không phải mình. Rồi Tứ Thập Nhị Chương nói người xuất gia là phải sao? Minh tâm kiến tánh mới danh giết sa môn. Chúng ta rõ ràng là chúng ta luôn luôn phải sống trong cái sự tỉnh thức cao độ. Như hôm rồi chúng tôi chia sẻ với đại chúng đó, qua cái góc độ của một vị vua mà không phải là xuất gia, không phải xuất gia như mình, một ông vua thôi, ông còn lo thế sự, ông còn lo đế vương, ông còn lo cai trị, ông còn lo nội bộ và đối ngoại vân vân. Hãy đa đoan, nhưng phải nhìn cái ý thức của họ không phải như là người xuất gia mình. Họ thấy rõ ràng là thân này nó là của sanh già bệnh chết. Như vậy thì rõ ràng cái nhìn của các vị đó phải nói là hơn mình một chút. Là người ta sống trong thế tục mà vẫn tỉnh giác như lời Phật dạy. Còn chúng ta thì lúc nào cũng thấy an hết á. Tại sao an? Tại vì nhà cửa khỏi lo, tiền bạc khỏi lo, ăn mặc khỏi lo, vân vân. Cái gì chúng ta cũng khỏi lo, tại vì có đàn đá thí chủ lo rồi. Cho nên chúng ta rất là bình an vô sự. Bình an đến nỗi mà ở xã hội họ gán cho mình một cái từ gọi là ăn không ngồi rồi, ăn bám xã hội, yếm thế chán đời, vân vân và vân vân, nhiều lắm. Như vậy thì những cái gì mà Đức Phật đã làm cho chúng ta mấy ngàn năm nay chúng ta chưa phát huy được, đó là điều chư Phật, chư Tổ, thầy Tổ của chúng ta luôn luôn thức tỉnh mình, luôn luôn răn nhắc mình, luôn luôn mong mỏi mình là ở chỗ đó. Muốn cho mình trở thành một người tu đúng ý nghĩa của người tu, muốn cho mình trở thành một người tu là
làm lợi ích cho đạo, cho đời, chứ không muốn mình an nhàn thừa kế theo kiểu mà thế gian. À, tao giờ tao già rồi mày ráng nghe mày, sau này mày giữ chùa đó. Không có. Nuôi đệ tử không phải muốn cho nó giữ chùa, mà muốn cho nó làm rạng danh Phật pháp, nó làm tốt đạo đẹp đời vân vân. Cho nên đó là cái điều mà chúng ta luôn luôn có một ý thức rằng chúng ta là người tu còn nhiều trách nhiệm lắm, còn nhiều bổn phận lắm, chứ không phải chúng ta cứ lây quay mãi trong thế gian này, lây quay mãi trong dòng luẩn quẩn này, lây quay mãi trong dòng sinh tử này. Chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng, chúng ta phải nói là trong đó có tôi chứ không phải là quý vị. Tôi không dám ở góc độ của người con Phật, chúng tôi chia sẻ thì đại chúng thấy rằng chúng ta là người diễm phúc nhất, chúng ta là người hạnh phúc nhất, là chúng ta gặp Phật pháp, gặp Tam Bảo, và luôn luôn mình được răn nhắc dưới lời dạy của Phật. Mà chúng ta thường thì trì tụng giữ hình thức này giữ hình thức nọ thì giỏi, nhưng mà muốn mà chúng ta khai thác đúng theo cái câu mà tán thán tán Phật đó, nghĩa là vô thượng thầm thâm đó, và cái câu cuối đó, nguyện giải Như Lai cho thật nghĩa, đó là cái điều mà cái người tu chúng ta phải làm, để chúng ta phải hiểu được cái nghĩa chân thật của Phật. Luôn luôn cảnh giác chúng ta, cảnh tỉnh chúng ta, thấy thân là vô thường, cuộc thế gian này là vô thường, là khổ, không vô ngã, vân vân gì đó. Luôn luôn thường nhớ, phải hằng nhớ. Không thôi là lây quay ra rồi chúng ta già, bệnh rồi chết. Mà già, bệnh chết đâu có sung sướng gì thưa đại chúng. Già có sướng không? Bệnh có sướng không? Và chết có sướng không? Không sướng. Nhưng mà người tu của mình thì khác. Già bệnh chết là cái việc của nó. Khi nó đến mình vẫn an vui tự tại. Tôi nhớ như ngày Trần Thái Tông này, khi mà ngài sắp tịch, sắp băng hà đó, hay là nói theo thế thường là sắp hấp hối, hấp hối. Giây phút hấp hối thì ngài Trần Thánh Tông mới mời hai vị đại sư, đại thiền sư từ Yên Tử về. Thì ngài quở, ngài nói dầu cho ông này có nói gì chăng nữa thì cũng như là thịt mà khoét vết thương, ông kia có nói quyền nói dịu đi chăng nữa giống như bụi vô con mắt. Ghê chưa, vị vua đó mà khi chết tự tại không cần ai hộ niệm hết, không cần ai hộ niệm hết. Còn mình thì hàng ngày thì cứ sống qua ngày cho đến giờ chết thì mong mỏi là có người hộ niệm cho mình, để mình giảng sanh, để mình theo Phật, để mình tự tại. Xin thưa được không? Được không? Dạ thưa không được. Đến giây phút đó chỉ có mình tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời tu của mình thôi. Đến giây phút đó chỉ có cái là làm sao mình thể hiện được cái chất của người con Phật của mình trong giây phút đó thôi, không ai thế mình được cả. Chứ không thôi thì nếu thế được thì chắc Đức Phật không dạy chúng ta tu. Cho nên từ người xuất gia đến người cư sĩ, chúng ta đồng là người con Phật, luôn luôn chúng ta có trách nhiệm với cuộc đời chúng ta. Cuộc đời chúng ta không phải dọn dẹn trong mấy chục năm này đâu, nó còn nhiều kiếp lắm, nó còn vô số kiếp lắm. Khi nào chúng ta dừng lại thì đó là cái điều mà phải nói rằng chúng ta đã thừa hưởng được cái gia sản của Đức Phật để lại cho chúng ta. Còn bằng không thì chúng ta giống như Kinh Pháp Hoa nói, chỉ là chấp
nhận các anh gọi là cùng tử đi hốt phân trong nhà đó thôi, trong nhà của chính mình chứ, trong nhà của chính mình thôi. Mình có quyền thừa kế, mình là công tử, mình là con của trưởng giả, nhưng mà không dám nhận, chỉ nhận hốt phân thôi, chỉ với những cái đồng lương ít ỏi vậy thôi. Thì thiệt ra đó là một cái sự hoang uổng. Giống như mình vậy, mình sống trong giáo pháp Phật chỉ nhờ cái mưa móc của Phật thôi, chỉ nhờ gọi là ăn mài công đức của Phật thôi, vậy mà chịu. Phật không muốn mình như vậy, ông trưởng giả không muốn con mình như vậy. Đó, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành, nghĩa là con là con của ta, ta là cha của ngươi. Phật xác định rõ ràng, ông trưởng giả xác định rõ ràng, nhưng mà cái người mà chấp nhận hay không đó là chính mình. Buồn tuổi nhất hay là vinh quang nhất cũng là chính mình. Đó là điều mà chúng tôi nói rất là thực tế, chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta chỉ nói trăng nói cụi rồi qua loa rồi trở lại số không. Xin chia sẻ những cái ưu tư trong cái cuộc sống của người tu hành, xin được phép chia sẻ với đại chúng. Hôm nay tiếp tục đến cái phần thứ hai. Hôm rồi chúng ta giới thiệu là cái nhìn của một ông vua mà ông nhìn thấu được cái bốn tướng sanh già bệnh chết. Thì trước khi vào cái núi thứ hai thì xin nhắc lại sơ mình, bởi vì mình cái tướng mà tướng sanh á, tướng sanh có nghĩa là từ ngay chỗ sai có niệm, quên vô niệm mà trở thành có niệm, sai ngay chỗ không sanh mà trở thành có sanh. Do đâu? Do sáu căn. Hằng ngày chúng ta sống bằng sáu căn, phải không? Nhưng mà sáu căn chúng ta đó thì đuổi theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, đuổi theo cái nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, và chúng ta sống trọn vẹn ở trong đó, không có một giây phút nào rời. Đó, cho nên Ngài nói cái cuối câu, Ngài nói như thế này: lang thang làm khách phong trần mãi, Ngài cách quê hương muôn dặm trình. Nghĩa là mình cứ theo nãy tôi nói, theo cái từ quê của tôi là mình chai, nghĩa là mình lăn luân hồi trong cái cõi này nhiều quá rồi, trở thành chai liền. Trong đây Ngài dùng cái câu văn hay hơn tôi chút xíu là lang thang làm khách phong trần. Mình là cái người khách trần, nghĩa là ở mãi trong đó thôi. Ngài cách quê hương ngạc muôn dặm trình, có nghĩa là càng ngày càng xa, càng xa, càng xa. Tôi nói cái điều này phải nói là nó đau ở chỗ này nè. Quý vị đọc kinh thì quý vị có tin một cái điều rằng mình có Phật tánh không? Có không? Tôi nghĩ ai cũng tin hết á. Không tin sao mình xuất gia, không tin sao mình theo Phật. Tuy rằng Phật thọ ký cho mình sẽ thành Phật, nhưng mà thì thiệt ra là không biết lúc nào, không biết lúc nào. Nhưng không biết mà theo, không biết mà dám theo, không biết chừng nào thành Phật nhưng mà dám theo. Đó là cái đặc biệt của mình, hay là nói theo cái chiều thuận là đó là cái duyên lành của mình. Chứ giờ hỏi quý vị tu chừng nào thành Phật, quý vị biết không? Không, không, nhưng mà theo. Giống như giờ học chừng nào đậu biết không? Dạ không. Không, không, nhưng mà học. Đó là một cái lạ. Nhưng mà cứ chịu gọi là lang thang làm khách phong trần,
cứ chịu là trở thành một người cùng tử đi quét phân trong nhà của mình thôi, chịu. Tôi tạm thí dụ, nhìn bình bông này nó có hai cái tướng, một là tướng có, hai là tướng không. Trong kinh Phật dạy, trong kinh Bát Nhã gọi là tướng không của các pháp. Cái này nhưng mà lạ cũng đều là sắc bất dị không, không bất dị sắc. Có nghĩa là tướng không không khác với tướng có không khác với tướng không. Tạm thời tướng có đó là chúng sanh, tướng không đó là Phật tính. Nhưng mà Phật tính không phải tướng không nha, nói vậy để quý vị khỏi lầm. Tại tướng không này á, nó không có tính biết, nó không có cái diệu dụng biết. Nên tôi lập nó để cho mình dễ hiểu thôi. À, tướng có, tướng không. Tướng có này tượng trưng cho chúng sanh, và tướng không này tượng trưng cho Phật tánh. Nhưng mà trong kinh Bát Nhã nói Phật tánh tức là chúng sanh, chúng sanh tức là Phật tánh. Cho nên cả hai cùng ở một điểm, một thời, một sát na. Nhưng mà sống trong cái tướng chúng sanh á, thì nó phải sanh diệt. Sống trong cái tướng mà tướng không á, thì không sanh diệt. Nhưng mà hàng ngày chúng ta sống với cái tướng có, tướng chúng sanh nhiều hơn là chúng ta sống với cái tánh tướng không của chúng ta. Mà cái tướng có này đó, như bây giờ tôi thấy nè, bình hoa này đẹp, nhưng nó có đẹp mãi không? Đẹp mãi không? Không, nó sẽ hoại diệt. Tình cờ ngày hôm qua tôi đi giảng về, phải nói là sách túi đồ cũng hơi nặng. Tại vì đi chợ mua đồ, ít đồ về nó nặng. Tôi đi lên thì có hai vị nam nữ, nam thanh nữ tú, họ đi xuống. Đi xuống thì tôi không để ý, không để ý họ. Cứ họ lên chùa là họ xuống mà bên chùa, chùa Quan Âm Phật Đài chứ không phải chùa tôi. Thì tôi lên, họ thấy tôi sách nặng quá, thì cái anh á, cái chú á, nam thanh kia mới nói thưa thầy, con sách phụ lên cho. Thì ban đầu y tưởng là tôi ở Quan Âm Phật Đài lên chút xíu rồi. Tôi nói thôi, con cứ lo việc con đi, tại vì thầy còn lên nữa, lên cao nữa. Thì không sao, con sắp xếp được. Thì nó kêu cái cô đó ngồi ở đó đi rồi y sách lên phụ tôi. Thì lên tới nơi hai thầy trò cũng thở xì lỗ tai luôn. Lại cao quá mà sách nặng nữa. Ở dưới núi thì có 5 kg, mà lên đó đến 10 kg lận thôi đại chúng. Thì tôi nói thôi giờ con ngồi nghỉ đi, uống miếng nước đi rồi xuống. Nó cũng ngồi nghe tôi mở quạt rồi ngồi cho ngắm biển rồi uống nước cho nó đỡ mệt chút. Ngồi xuống xong thì nó nói thưa thầy cho con hỏi. Con đang học ngành kinh doanh, mà ông giáo sư của con á, ông đặt vấn đề tấn không, mà ông nói phớt phớt cho nên con hiểu, con mới lên mạng con sợ. Con vô hai chữ tấn không mở ra rồi con tối tăm mày mặt, con biết đọc làm sao. Nhiều quá, lý luận nhiều quá. Thế đồ ông này ông giáo sư mà sao ông đặt với sinh viên là một cái từ tấn không của nhà Phật ha. À, tôi hiểu rồi. Thì tôi đơn giản cho nó dễ, gần gũi nó dễ hiểu. Tôi nói tánh không nó có gì con? Cái này tánh có, nhưng mà nó có trong cái giả hợp, nhiều yếu tố cộng lại nó thành có. Con học sinh viên rồi, học khoa học biết là nó là tính chất của điện tử. Những cái điện từ nó góp nhạc lại, nó kết chặt lại, nó trở thành vật chất cái gì đâu. Nó hiểu.
Có nghĩa là cái này không phải là cái này. Nó hiểu. Tại cái này nó có thể biến thành cái khác được, cái khác nó biến thành cái khác được. Đó, đó là tánh không. Như thầy nói cho nó dễ hiểu đó là tánh không thật. Nó có mà nó không thật đó. Nhưng mà cái ông dạy, giáo sư mà dạy con ấy, cái chữ tánh không đó để chi biết không? Thứ nhất là con không cố định quá một cái khung, một cái cố định nào cả. Tại vì trong tánh không này nó còn diệu hữu, có nghĩa là nó thiên biến dạng quá. Con mà kinh doanh mà con cứ cố gọi là nắm chặt hay là cố chấp hay là khuôn khổ nào đó thì con thất bại. Trời, hiểu. Dạ hiểu. Nó ngoài đời á, mà nó thấy được, nó hiểu được cái gọi là cái linh động của tánh không. Cái giá trị của tánh không là làm cho con người ta linh hoạt hơn. Từ xấu biến thành tốt, từ tốt không khéo nó biến thành xấu. Nhiều đó hờ mừng lắm, vui. Phật pháp kỳ diệu như vậy đó. Nó không phải là Phật đẻ ra. Phật chưa ngồi trên bàn viết lúc nào, Phật chưa viết ra một chữ nào cả. Phật nói bằng trí tuệ, bằng thiền định, bằng thấy sự thật của thế gian này, hay là thấy được thân tướng của các tướng. Cho nên ở góc độ nào, ở lĩnh vực nào, nếu mà nhìn theo cái trí tuệ của Phật giáo thì cũng được lợi lạc. Đó là cái kỳ diệu vô thượng thậm thâm vi diệu pháp mà chúng ta không tin nổi. Là người con Phật rồi mà chưa đủ niềm tin đó. Tôi nói tại sao mà chưa đủ niềm tin. Gần đây có cái pháp gọi là cái pháp Luân Công. Ở Trung Quốc thì những người mà theo cái pháp này bị chính quyền họ khai trừ. Và cái pháp đó đi toàn thế giới, có những người họ rất là thích. Nhưng mà mình không có phân biệt được tà chánh ở chỗ đó. Cái pháp Luân Công để làm gì? Họ cũng lấy từ Phật gia, có nghĩa là cái tư tưởng của, họ phải tư tưởng mà cái khung của nhà Phật, rồi họ tự chế ra cái riêng của họ, cái ước tưởng của họ, rồi cuối cùng rơi vào tà đạo, ngoại đạo. Thậm chí có cả những chùa tăng ni Phật tử rất là nhiệt tình với cái pháp đó. Cái đơn giản đó là làm cho con người mình nhẹ nhàng, làm cho con người mình trẻ ra, làm cho người mình chống bệnh tật, làm cho con người mình gọi là ít bệnh. Nói chung là dưỡng sinh. Cái mục đích của họ là dưỡng sinh. Dưỡng sinh là dưỡng cái sự sống. Mà có sống tức là, có sống tức là đúng, chính xác. Cho nên chúng ta, Đức Phật chúng ta đã sáng suốt từ lúc mà chưa có ngộ đạo. Bây giờ đại chúng thử lật lại trang lịch sử mà Phật 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, thử coi Ngài có chấp nhận một cái pháp nào của thế gian không? Không. Đạt đến cái cảnh giới cao nhất mà sống lâu nhất, thiền định gọi là tuyệt vời nhất, đó là phi vi tưởng xứ, mà Phật còn không chấp nhận. Vì sao không chấp nhận vậy? Vấn đề rất là đơn giản, vì không thoát khỏi sanh già bệnh chết, bao nhiêu đó thôi. Cho nên mời Ngài, thỉnh Ngài để lại mà là giáo hóa. Ngài nói chưa, tôi chưa có đạt được cái mục đích của tôi. Tại vì tôi đã chứng kiến được cái bốn cái tướng sanh già bệnh chết này khổ lắm, nó ràng buộc lắm.
thiền định cái cỡ này hỏi với ông giáo chủ thiền định phi phi tưởng xứ như vậy còn nữa không? Ông nói hết rồi, như vậy là cao nhất rồi. Vậy thôi, ngại lại đi, tôi tiếp tục con đường của tôi, cái mục đích của tôi. Thì người con Phật chúng ta luôn luôn phải có một cái chánh kiến. Cái nào tà, cái nào chánh, cái nào chưa tới, cái nào chưa rốt ráo, cái nào rốt ráo, mình phải phân biệt được. Còn bằng không là đụng một chút là hùa theo, đụng một chút là tò mò, đụng một chút là thử, nguy hiểm lắm. Một chủng tử tà vào trong tàng thức mình nữa không mất đâu thưa đại chúng. Có thể ngàn năm sau nó lợi, nó tăng trưởng nhiều hơn. Đó là cái sự nguy hiểm. Cho nên tôi nói cái truyền thống thiền môn của chúng ta rất là hay. Từ ngày vào đạo, bước vào đạo, cạo cái đầu xong là bắt nó học tam tổ, Phật tổ tam kinh liền, để mướn cho nó cái chánh kiến. Đạo Phật là như vậy đó. Nhưng mà khi sống thực tế thì nó nhiều quá, nó đa dạng quá, nó phong phú quá, nó tiến quá quá, nó văn minh quá, thành ra mình không nắm được cái chính ở đâu, cái tà ở đâu. Cho nên tôi nói không phải là cực đoan, là ai tu pháp môn nào của chính thống Phật đó, tôi đều tán thán. Tịnh độ cũng được, Mật tông cũng được, Thiền tông cũng được, Lại Phật cũng được, Sám hối cũng được. Nhưng chữ nhưng này là cái điều mà tôi trân trọng gửi đến đại chúng này. Phải nắm được tông chỉ của pháp môn mình tu bao nhiêu đó thôi. Tu tịnh cũng được, tu thiền cũng được. Tại vì sao? Những cái pháp môn là do từ trí tuệ của Phật để cho mình hướng đến cái cứu cánh. Cho nên tam thừa thánh quả đều quy về nhất thừa, phải không? Từ cái ngũ giới cho đến cái thập thiện, vân vân, đều hướng về vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái gì lật lợi thử kinh thập thiện, thử có thấy ở góc độ đó không? Thì rõ ràng đó là trí của Phật nâng cấp cái mê, nâng cấp cái giác, cái tỉnh của mình. Từ cái mê thô đến cái mê tế, nâng cấp lên để đi đến cái cứu cánh là thấy tánh thành Phật, hay là mình trở về với cái nguyên thủy của mình, đó là Phật tánh của mỗi người chúng ta. Nhưng mà hàng ngày chúng ta không thay đổi cái nhận thức, cái nhân sinh quan của chúng ta thì hoàn toàn không bao giờ chúng ta sẽ cảm nhận được cái gì di diệu của Phật giáo. Phật pháp có hơn 2000 năm nay rồi. Và càng ngày những cái tôn giáo mình nói nhỏ nhỏ trong nhà là những cái tôn giáo khác, thế gọi là nhân loại, họ tự chọn lựa rồi. Họ có một cái trình độ tri thức, họ chọn lựa rồi. Ông gì mà tôi thường, cái ông gì mà vật lý thế kỷ thứ 17 đó, ông gì? Ông nói tôi không phải là Phật tử, nhưng mà nếu là Phật tử tôi chọn Phật giáo. Vì những điều tôi hiểu bây giờ là Phật đã thấy biết được mấy ngàn năm rồi. Và cái tôn giáo toàn cầu phải đáp ứng được với những cái nhu cầu thực tiễn, mà chỉ có Phật giáo mới đủ cái tiêu chuẩn đó thôi. Tôi nói chuyện đơn giản nhỏ nhỏ thôi, không biết đại chúng có cảm nhận được không. Ví dụ vào cái thời mà Tam Quốc Chí đó, thì ông Khổng Tử ông thông minh, ông ra một cái luật gọi là Tam Cương Ngũ Thường để mà điều hòa, dạy dỗ cái đạo đức căn bản cho loài người. Thì ai cũng phải tán thán ông là dạng thế sư biểu, có nghĩa là ông là thầy, nghĩa là của dạng luật, dạng đời. Nhưng mà cái tam can ngũ thường của ông á, nó có cái thời gian nào nhất định rồi nó bị lạc hậu.
Nhưng mà ngũ giới của Phật mình á, có từ xa xưa đó cho đến hôm nay có lạc hậu không? Đại chúng phải thấy được cái điểm mà không lạc hậu của Phật giáo ở chỗ đó đó. Và từ đây về sau có bị lạc hậu không? Đó là cái đặc biệt của Phật giáo. Cái thấy của Phật là bằng trí, cho nên đó, đem ra một vấn đề gì cũng quy về cái chỗ đó cả. Còn cái thấy của chúng sinh là thấy bằng thức, cho nên nó có thức mà sanh thì nó phải có diệt. Cho nên nó có đúng như cái thời này, nó không đúng như thời sau. Nó phải lúc này mà nó không phải lúc sau. Cho nên Phật giáo tuyệt vời. Mình là con, là cháu, là đệ tử của Phật, thì chúng ta phải phát huy những cái tuyệt vời của Phật giáo. Những cái chuyện nhỏ tôi nói tôi là ngũ giới thôi đó, là cũng thấy rằng phải cảm hóa được nhân gian, làm cho nhân gian tốt đẹp hơn. Đơn giản thôi. Ngũ giới là sao? Cái tác dụng hiệu quả của ngũ giới là gì? Từ con người biến thành con người tốt hơn nữa, phải không? Từ con người biến thành con người tốt hơn nữa, huống chi là những cái thừa sau nữa, bốn cái thừa sau chúng ta không có phát huy được. Cho nên cứ lang thang làm khách phong trần mãi rồi. Rồi ngày cách quê hương muôn dặm trình, đó là cái gọi là lời mà tán thích, gọi là thương cảm, nó là thương cảm chúng ta của vua Trần Thái Tông. Quý vị xác định nha, vua Trần Thái Tông không phải là tu sĩ nha. Ông là ông vua, ông cai trị nước từ lúc cai trị cho đến chết luôn, không có xuất gia. Ông là ông nội của ngài Sơ Tổ Túc Lâm thôi. Rồi bây giờ chúng ta tiếp cái phần thứ hai, tức là núi thứ hai. Ngài thấy ngày đấy là bốn núi: núi sanh, núi già, núi bệnh, núi chết. Sao gọi là núi vậy? Nó to quá. Cái này nó trùm khắp hết, cho nên gọi là núi. Núi thứ hai là tướng già. Tướng già sao ha? Hình dung thay đổi, khí huyết đã suy, đáng gầy tuổi cao, ăn uống hay sặc thường nghẹn, tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà, ngựa rút áo qua lại thành gậy cưu xe cối. Dẫu rành mắt sáng như ly lâu, cũng khó phân rành màu sắc, dù cho tai thính như sư khoảng, cũng khôn nhận rõ âm thanh. Tiều tụy như cây liễu lúc thu về, điệu linh như đóa hoa khi xuân hết. Bóng chiều vừa ngã non tây, dòng nước sắp chảy về biển đông. Tướng già của người là mùa hạ của năm, trời nóng đá chảy, muôn vật đều khô. Nắng nóng soi vàng, trôi sông sắp cạn, trăm sông sắp cạn. Hoa tàn liễu úa, bờ lạch trong vườn há lưu dữ, bướm lượn quanh bay, dưới lá đầu cành già sắp tới. Nghe thảm nghe không? Quý vị thấy có già là khổ không quý vị? Già khổ không? Tướng thì khổ nhưng mà tâm phải vui mới được, phải không? Tôi nói Phật pháp mình hay, nhưng ngoài đời các cụ già lớn tuổi mà không có đạo lý gì đó, tội nghiệp đó. Ở khi lớn tuổi rồi còn lưu luyến, không phải hối tiếc, nối tiếc cái thời mà gọi là một thời hoa khôi của vùng nào đó. Cho nên ngồi sơn móng tay, xăm chân mày, đi thẩm mỹ viện kéo da vân vân, để tội nghiệp. Có những người già quá không biết làm gì, chiều rủ ba bốn người đậu chết.
Rồi có những người thì lang thang vất vả, mua bán từng tấm vé số rồi chờ chết, nó thảm lắm. Còn ở bên Mỹ á, vô trong mấy cái trại dưỡng lão còn thê thảm hơn, là họ không có con cháu, sống với chung với người già, cho nên có khi giành ăn nhau, có khi rồi hờn giận nhau, rồi có khi rồi ngớ ngẩn, có khi rồi lẩm cẩm, đủ những hiện tướng mà phải nói là bi thương của một kiếp người. Nhưng mà không ai tỉnh nổi, thưa đại chúng. Mà sống cuộc đời như vậy là như vậy rồi. Chấp nhận tôi nói là trai đó, cái chữ gọi là trai đó. Còn đây ngài nói là lang thang làm khắp phong trần quen rồi, bụi đời quen rồi, cho nên không cần sợ sương gió nữa. Chịu cực chịu khổ làm cái người mà hốt phân ở trong nhà mình quen rồi, sống cái đời tôi tớ quen rồi, cho nên không có gì phải quan ngại cả. Đó là một điều rất đau thương. Trong khi đó mình thừa kế một cái gia sản quá là to tát, mà không có chấp nhận. Chấp nhận những cái nhỏ nhoi, rồi cái chấp nhận như vậy đâu phải được là an đâu. Mà hồi nãy hỏi quý vị nói an, an nè, nghe kỹ lời không? Hình dung thay đổi. Tôi hồi xưa tôi nhớ tôi cũng có con sư đệ già, sức già trẻ, thầy chúng tôi cắt ông làm hương đăng. Thì trong cái trách nhiệm là đánh chuông, la quét, cúng thí thực chiều thôi. Thì thời gian ông cũng có nhiều lắm. Tình cờ hôm tôi lên tôi thấy em ngồi cái bàn, cái bàn mà đốt nhang, cái bàn viết của ông, để một lọ ảnh từ 17 tuổi, ảnh 27 tuổi, ảnh 37 tuổi, ảnh 47 tuổi, ảnh 57 tuổi, 67 tuổi, 87 tuổi, đẹp trai ghê. Ngồi đó hối tiếc, thầy con nhỏ lắm, hối tiếc. Cho nên bây giờ đi ra đường phần đông mọi người đều có máy điện thoại, mà máy điện thoại tốt nữa chứ. Đi đâu gặp cái gì lưu lại. Sao lưu lại vậy? Sợ mất, sợ không còn thấy nữa. Thì tội nghiệp, hay nói đó là cái tội nghiệp. Đối với người con Phật chúng ta, mình nhìn ở góc độ nhà Phật chúng ta mà thấy rằng chúng sinh phải nói là rất là cạn cợt, rất là mê ở trong những cái sắc tướng mỏng manh tạm bợ đó. Phải nói là mê. Chiều thường ở dưới biển trước chùa Quan Âm Phật Đài, nó có một cái nơi cũng theo họ là đẹp. Còn tôi thì tôi không có thời gian, cho nên không biết chỗ đó đẹp. Tập trung vô đó mấy cái đám cưới, đợi đó rồi chụp hình này kia. Rồi mấy nam thanh nữ tú đứng rồi, rồi dơ lên, rồi dơ xuống, rồi chụp búa xua. Làm gì vậy thưa đại chúng? Sợ mất, mất mình, mất cảnh. Mất mình, mất cảnh. Mà sợ mất như vậy rồi sẽ mất không? Sẽ không? Sao biết sẽ mất? Hả? Biết vô thường nữa hả? Tốt quá. Biết vô thường là tỉnh đó. Chứ người ta không thấy. Tôi không phải khoe khoang. Tôi đi Mỹ ở có năm thì tôi ở cả năm trời, có năm thì tôi ở 6 tháng, có năm tôi ở 3 tháng, qua Canada tôi ở cả trọn một năm, hơn một năm trời. Rồi qua bên Úc thì cứ năm nào cũng đi vài tháng vài tháng. Nhưng mà xin thưa, tôi không biết cái gì là đẹp, không có phong cảnh gì ở bên đó. Tôi đến chỗ đó tôi làm việc xong rồi tôi vong.
ta rủ đi du lịch á, tôi rầy, tôi nói phan mẹ bây giờ đại chúng ngồi đi, tôi hỏi một câu thôi, rồi nếu mà đại chúng nói đúng á thì tôi ở lại, còn nếu không thì mua vé máy bay gấp cho tôi về. Đại chúng mời tôi qua đây làm cái gì vậy? Dạ mời thầy hướng dẫn thiền tông của Trúc Lâm. Như vậy hả? Tôi đã gác hết mọi việc, tôi qua đến đây để tôi hướng dẫn. Tôi không phải thiếu tiền, không phải thiếu nhà, không phải thiếu áo ấm, không phải thiếu cơm ăn áo mặc mà tôi qua đây. Đời tôi nó dở dễ lắm, ăn chén cháo sống cũng được, ở một cái hốc nào mà nó bớt mưa cũng được. Cái gì mà thấy những người mà tu ở trên núi, trên hang, phải không? Cái người đời người tu mình nó, nếu mà về phần tự lợi nó dễ lắm. Cho nên ngày xưa đời của tăng, đời sống của tăng chúng còn đơn giản hơn nữa, cứ ba y bình bát đi đâu cũng được. Nhất bát thiên gia gia phản đó, nó đi đâu cũng được, không có ưu tư là phải sợ đói, sợ no, sợ lạnh, sợ này kia, không có ưu tư về vấn đề đời sống. Như vậy mà quý vị rủ tôi đi chơi, tôi không có thời giờ. Nói thật, bây giờ đi chơi thì tôi không cản quý vị, quý vị cứ việc đi, mua vé cho máy bay tôi về liền, quảng hồn quảng vía súng nhau sám hối. Tại vì cảnh nào nó cũng là cảnh thôi thưa quý vị. Chúng ta giàu có chụp được những cái cảnh tuyệt vời nhất rồi, nó cũng trở thành bóng dáng và việc dĩ dãn thôi, phải không? Rồi lúc đó là già ngồi tiếc như ông sư đệ tôi nữa. Ngồi đó 17 tuổi đẹp quá ha, 27 tuổi đẹp quá ha, rồi 47 tuổi cái bắt đầu không dám nói à. Cho nên chúng ta phải thấy bằng cái cặp mắt trí tuệ của nhà Phật chúng ta, chúng ta thấy rõ lắm. Bây giờ thử đại chúng nhìn lại bản thân của mình coi, mình còn sống được bao lâu nữa? Chắc không? Sống được bao lâu nữa? Không chắc, không biết là bao lâu. Giàu đẹp cách mấy, giàu mạnh khỏe cách mấy đi chăng nữa, rồi sẽ có ngày. Đừng có nghĩ là mình lúc nào cũng khỏe mạnh, rồi lúc nào cũng có bảo hiểm, lúc nào cũng có thể dục này kia, vân vân. Những cái pháp đó không phải bằng pháp Phật đâu. Chúng tôi nói không phải là cực đoan, mà đây là sự thật. Chúng ta phải chấp nhận, đối mặt với cái gì các pháp đang vận hành. Vô thường nó không phải là một cái điêu tàn, mà vô thường là một sự chuyển hóa liên tục không ngừng, phải không? Cho nên đó, đừng bao giờ chúng ta hài lòng chấp nhận với những cái tướng, cái cảnh mà chúng ta cho là chúng ta hài lòng, là đẹp, là tốt, là gì đó vân vân, thì đó là những cái pháp sanh diệt thôi. Mà mình học là mình học cái pháp không sanh diệt. Mình là con của một cái vị sống được chứ không sanh diệt. Giống như mình là công tử bột, còn cha mình là một đại trưởng giả vậy đó. Cho nên mình không bao giờ chấp nhận những cái lặt vặt. Mình mới chấp nhận gọi là lang thang làm khách phong trần, thì thiệt ra đó là một cái điều rất là oan uổng. Bây giờ mình phải chấp nhận nè, hình dung thay đổi, khí huyết đã suy, dáng gầy tuổi cao, ăn mặc thường hay nghẹn, có không thưa đại chúng? Điều này người ta hay là mình? Mình á, chứ không phải là nói chữ là nói người ta đâu, là mình á. Mình phải coi là bản thân mình sẽ tới cái mức độ đó. Ngày nào đó ngồi mà cười không nổi, ngồi mà ngồi không nổi, niệm Phật mà niệm Phật không nổi, lạy Phật mà lạy Phật không nổi, ngày đó sẽ tới không quý vị? Ừ đúng rồi đó, đủ niềm tin nói như vậy thì mình không sợ. Chứ không thôi sẽ tới, phải tới. Cho nên á, việc mà Phật dạy, Tổ dạy, nó không phải là cái lời nói suông đâu.
nó sống lên lên nó đó gần gũi cái đời sống mình trong từng giây từng phút, không phải là lời nói suông. Có điều là mình không khai thác thôi, chứ khai thác thì thôi phải nói là phong phú lắm. Tóc xanh má đỏ đổi thành tóc bạc da gà. Nghe cái câu này mình nghe mà mấy cái người mà ngồi mà tiếp nối cái thời gọi là trai trẻ, cái thời mà hoa khôi của mình đó, nói là tiếp nối dữ lắm. Bữa nào cũng vậy, chăm sóc sức đẹp à, đi ra đường là phải tự tin mới dám ra à, không như lè phè với mấy ông thầy, mấy ông thầy đó, mấy sư cô còn gửi chung. Còn mấy ông thầy thì lè phè lắm, đi ra có khi phá cái áo, không biết là áo đó áo Nhật hay là áo tràng nữa. Ngựa trúc áo hoa lại thành gãy cưu xe tối à, đây là cái thời thảm rồi đó. Dẫu rằng mắt sáng như ly lâu cũng khó phân rành màu sắc, dù cho tai thính như sư khoáng cũng không nhận rõ âm thanh à. Này ta kêu là mắt phượng. Tôi nhớ trong Ánh Đào Vàng, ông Võ Đình Cường ông viết cái chỗ mà lúc mà công chúa Gia Du Đà La lúc này nàng còn đẹp lắm. Tôi quên nữa, bà còn đẹp lắm. Tại mình chắc là trở thành bà cố, bà sơ, bà sở của mình rồi, phải không? Thấy mấy ngàn năm rồi. Thì nhìn Thái tử Sĩ Đạt Ta thấy cái nỗi buồn gì đó, cho nên bà muốn tâm sự. Thì Thái tử nói câu sao? Mắt nàng đẹp nhưng mà sau này sẽ mờ, phải không? Tóc nàng xanh sau này sẽ bạc. Đức Phật thấy rõ cái hiện tượng mà lúc bà Gia Du còn trẻ, thấy cái xấu nó nằm ẩn trong cái đẹp, thấy cái xanh nó nằm sẵn trong cái diệp, nó nằm sẵn trong cái xanh. Phải nói rằng đó là một cái điểm rất là mình nói bái phục. Một ông công tử, một ông thái tử giàu có quyền quý đẹp trai lấy vợ đẹp như vậy mà vẫn không mê. Ở bên thiền chúng tôi có một cái bài Phật Đản. Thái tử gọi là trong đó có cái câu mà tôi nhớ lắm, để ít tụng à, ở trong cung vàng địa ngọc mà chưa ngoãn mãn nguyện. Còn mình nếu ở trong đó thì sao? Chắc mê tiếc ruột. Mê không có đường ra luôn đó. Phải không? À, còn chưa nói à, đi ra đường thấy gì đẹp đẹp cứ nhìn, nhìn mà đắm say rồi lấy máy chụp lại nữa chứ. Còn thái tử đối mặt với cái đẹp đó mà các ngài thấy cái tàn ở trong cái đẹp rồi, như vậy không thử gọi là làm Phật sao được, không thử gọi là mình gọi là quỳ lại suốt đời cũng chưa có đủ cái lòng gọi là kính lễ, đúng không? Nó còn là thái tử mà đã giác rồi, chưa có thành Phật, chưa có đủ mà trí tuệ tuyệt vời mà ngài đã tỉnh rồi. Còn so với ngài thì mình sống làm sao? À, ngài này đẹp quá, ông kia xấu quá, ông này thấy ghét quá, ông kia thấy thương quá, tối ngày có nhiêu đó. Đó là cái phải nói là thực trạng của chúng sanh mình. Mình chúng sanh mình ưa sống vậy đó. Nhưng mà có một điều an ủi lớn nhất, trong chúng sanh có Phật, phải không? Trong ta có tướng, nó có cái không tướng. Nó ở chung với nhau, cái quan trọng nhất là mình muốn khổ thì sống như có tướng, còn muốn không khổ thì sống như không tướng. Đơn giản vậy thôi.
Cho nên dầu cho tai có mắt có sáng, tai có thính đi chăng nữa, rồi nó cũng có ngày, có ngày cái đó nó sẽ hư hoại. Nghe thảm nè, tiều tỉ như cây liễu lúc thu về, điêu linh như đó qua khi xuân hết. Thôi, thảm người chưa. Đây không phải là tả cảnh, ở đây ví, ví mình sẽ tiều tỉ cây liễu như cây liễu mà rủ nữa. Buồn ơi là buồn, thảm ơi là thảm. Giống như mắt nó dở dở rồi đó, điêu linh như nó qua xuân hết. À, Tết hai mấy ngày hai mấy cái chạy ra ngoài mấy cái chợ qua lựa tiễn, chịu tốn tiền á, đem về trang hoàng trong nhà, trong chùa. Nhưng mà qua hết rồi, Tết rồi, quý vị thấy không, nó sao, nó thê thảm. À, có những cái loại hoa mà không thể trồng lại được á, đem ra vất cù lăn cù lóc. Ngày nào nó còn hãnh diện, nó khoe sắc khoe hương đồ giữa cái trời xuân gọi là sáng sủa êm đềm tươi mát, giờ thì nó nằm cù lăn cù lóc ở ngoài xó này, ngoài vườn rác. Nhưng mà cái đó là nói qua hay nói ai vậy? Mình, thân phận mình, thân phận mình nó phải nói rằng nó bi đát. Tôi gọi là hai chữ bi đát, thảm thương. Nhiều cái từ mà nó nói là nói lên cái sự gọi là phũ phàng của nó lắm. Chúng ta có thấy không? Phải thấy. Chúng ta ngồi đây, chúng ta có thấy cái tướng của chúng ta ngồi hay là cái thân tướng này nó như thế nào? Nó là giả hộ. Gia hợp thật sự, nó sanh lão bệnh tử thật sự, chứ nó không phải là cái điều mà Phật nói suông trên kinh điển. Mình phải quán chiếu, thường quán chiếu. Cho nên người con Phật chúng ta phải thường xuyên quán chiếu, nó mới nuôi lớn được cái trí tuệ được. Con đừng có nghĩ rằng lên chánh điện mới là có trí tuệ, ngồi đọc kinh, đọc sách mới có trí tuệ. Không phải đâu. Trong cái cuộc sống từng hơi thở mình thôi, mình thắp sáng được cái thực tướng của các tướng đi, đó là trí tuệ mình đang phát huy. Cho nên cái không tướng nó không lìa cái có tướng, cái có tướng không rời cái không tướng. Cái an ủi lớn nhất của mình là như vậy. Cho nên mình không sợ, dầu làm chúng sinh cách mấy đi chăng nữa, được Phật pháp đem đến như mình thì mình vẫn có được phát huy được cái đó. Đó là cái hay hay Phật pháp. Cho nên Phật pháp không có gọi là chọn cái người trí bỏ người ngu, không chọn cái người gọi là dốt mà bỏ người khôn. Ủa, chọn người khôn mà bỏ người dốt, không phải, không có chọn. Quan trọng nhất là người nào mà sống được cái không tướng ở trong cái có tướng, cái chúng sinh ở Phật tánh ở trong chúng sinh là chúng ta tu được, là chúng ta có một cái sống như trí tuệ của nhà Phật. Cho nên việc tu nó không có xa, thưa đại chúng. Chỉ cần thường xuyên chúng ta tư duy để nuôi lớn cái văn tư huệ, ngoài ra cái văn huệ để chúng ta phát triển cho nó mạch lạc, không biết biết rõ chỗ nào tà, chỗ nào chánh, chỗ nào đúng, chỗ nào sai. Cho nên tam huệ học luôn luôn, chúng ta phải có vừa tu vừa học, vừa học vừa tu, vừa tu vừa học, vừa học vừa tu. Chứ đừng bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Có chùa to, có Phật lớn, có Phật tử nhiều, giàu có tiền trong ngân hàng, vân vân, cái đó gì tạm thôi. Phải, đó là duyên thôi, cái đó là thuận duyên thôi. Còn nghịch duyên nó cũng giống vậy hả? Nghịch duyên thì chúng ta cũng sống trong nhân quả nhân duyên, thuận duyên thì chúng ta cũng sống trong nhân quả nhân duyên thôi. Tất
cả những cái thường duyên nghịch duyên nói chung lại là sanh diệt. Chúng ta chấp nhận sống trong sanh diệt thì khỏi nói điều gì cả, cứ lang thang là khách không trần. Chừng nào tỉnh thì tỉnh. Bóng chiều vừa ngã non tây, dòng nước chảy về biển đông. Thì cái quy luật của nó là chiều thì cái mặt trời sẽ ẩn sau núi. Nói là cái dạng của mình là sắp đi xuất cảnh diện TOOB, tức là theo ông bà. Sắp xuất cảnh là ngon lắm. Sắp xuất cảnh theo ông bà. TOB. Tướng già của người là mùa hạ của năm, trời nóng đá chảy muôn vật đều khô. Cái tướng khô hốc. Tôi nhớ có lần lúc Phật gần 80 tuổi, một hôm Phật nói A Nan lạnh quá, rồi cái dìu ta ra ngoài. Đức Phật ra ngoài, cái Đức Phật hơi nắng. không có máy lạnh như mình, không có máy sưởi như mình, cho nên ngài phải giặt y ra phơi. A Nan thấy cái buồn liền. Ôi trời ơi, ngày xưa da của Phật đẹp sáng, ngay thì héo nhăn. Phật rầy A Nan, nói thì thân thì phải có già chứ chú. Đó. Cho nên đó, lúc nào Phật ta nói la già thường đại định ở chỗ đó, lúc nào ngày cũng sống trong cái trí giác á, thấy đúng cái già không phải là mình. Già là già, chứ mình không phải là già. Cho nên nó già chứ phải mình già. Cho nên ngài an nhiên. Rồi đến nơi chết cũng vậy. Đặc biệt ở chỗ mà tôi nói, tôi khi mà có một cái phước duyên, phải nói rằng phước duyên nhiều đời, mình không tính, nhưng mà dịp đó nó tới. Năm 2003-2004 tôi có qua Mỹ, tôi ở cả năm trời, không dự tính gì hết. Làm xong Phật sự đó thì trở về, trên đường trở về Bến Úc mới mời tôi qua. Tôi qua xong từ Bến Úc thì có người Phật tử họ mời đi Ấn Độ để thăm di tích Phật. Trời ơi, sung sướng vô cùng, bồi hồi đó. Và nó hân hoan dữ lắm. Mà khi đặc biệt đi đến chỗ nào, nhất là tứ độc tâm, tự nhiên cái cảm nhận tôi đối với Phật Pháp nó là kỳ diệu. Cái niềm tin mình nó sâu hơn, thấy những điều mà ở trong kinh nói một cách quá rõ ràng. Như đến cái phần mà Niết Bàn, tôi chợt nhận ra, ủa, tại sao mà nói cái Niết Bàn mà trong kinh nói thường nó có hai loại Niết Bàn. Một là hữu duy y Niết Bàn và vô duy y Niết Bàn. Hữu duy y Niết Bàn có nghĩa là còn thân, nghĩa là dư thừa lại cái quả của sinh tử thôi. Thì tại sao mà cũng có Niết Bàn? Ở đây chết thì nhập Niết Bàn thì đúng rồi, nhưng mà còn sống mà tại sao Niết Bàn? Thì ra như vậy. Tôi mới hiểu được tại sao mà Phật thành đạo. Tại sao mà Phật thành đạo và Phật, tại sao mà Phật gọi là mãn ý? Có nghĩa là ta nay đã thành đạo không thầy. Thì đại chúng thử nhớ lại kỹ một lần thôi, cái nguyên do nào Phật đi chu tu, cái nguyên do nào? Hả? Thấy bốn tướng, phải không? Bốn tướng sanh già bệnh chết, cho nên tự nhiên không có gì ràng buộc kề cả.
cái ưu tư, cái khắc khoải đó không có cái gì mà thay đổi được. Phải nói rằng đánh đổi một cuộc đánh đổi vô tiền khoáng hậu, chưa có, thế giới này chưa có người nào làm được như vậy. Một ông hoàng trú lên cao mà đi xuống trở thành một người ăn xin, đi khắp chỗ và bỏ hết những cái gì mà quý giá ở trong thân mình. Ở ngoài thân thì nói rồi, bỏ rồi, bây giờ ngay trong thân mình, những cái vàng ngọc, những cái gì mà nhu cầu đời sống, trở thành một người không có cái gì mà ở trong rừng. Phải nói là đặc biệt, quá đặc biệt. Nhưng không phải cái đó đi mà muốn hành xác mình, không phải. Cốt tình là, cốt ý là làm sao phải đi kiếm cái gì mà không sanh già bệnh chết. Đau khổ vì sanh già bệnh chết mà bỏ tất cả. Đau khổ vì sanh già bệnh chết mà đánh đổi con người sung sướng của mình trở thành con người khổ, khổ cực, vất vả. Phải nói là vất vả mà cùng cực của vất vả nha, chứ không phải là vất vả không, cùng cực của vất vả. Đói, khát, lạnh, nghĩa là đến nỗi tơi tả hết, đi khổ hạnh đến nỗi mà ăn có mỗi ngày mấy hạt mè vân vân, đi hết nổi, xuống sông tắm mà leo lên không nổi. Cái sông đi lên thiền đâu có sâu đâu đó, nó là cái bãi cát lài thôi, leo lên không nổi, gục ngã. Thử cái sự đánh đổi, phải nói là đúng là vô tiền khoáng hậu, không có ai làm nổi. Rồi cuối cùng ngài nhận ra được cái không có sanh già bệnh chết, đó là sanh không phải là mình, già không phải là mình, bệnh không phải là mình, và chết không phải là mình, là thành Phật. Giờ chúng ta chỉ cần nhận như vậy thôi. Già thì nói là nó già, bệnh thì nói nó bệnh, chết thì nói sao? Thôi cái phần đó để quý vị. Tôi không dám nói. Tùy ai muốn nó hay mình gì đó là tùy. Không ai có quyền thay ai cả, không có quyền bắt buộc ai, bắt buộc ai cả. Đó là quyền của mình, mình tự chọn mình là có tướng hay là không tướng thôi. Đó là mình tự chọn. Còn Phật chọn rồi. Cho nên già ngày tự tải, bệnh ngày tự tải, và chết ngày cũng tự tại. Phải không? Tôi mới nói ủa, lúc mà mới đến tôi nói ủa, thì đã thành Phật rồi sao cũng sanh già bệnh chết rồi ta, đúng không? Nếu nói thành Phật thì ngày gì sanh già bệnh chết, ngày đi tu. Ngày nói ngày thành Phật có nghĩa ngày thoát sanh già bệnh chết. Tại sao ngày vẫn sanh già bệnh chết? Đại chúng có khi nào đặt cái nghi vấn đó không? Có không? Đặt nghi vấn rồi mình chúng ta giải làm sao? Giải đáp làm sao? Đó, cái đó là cái điều mà phải nói ở nơi này. Ông tổ của thiền, ông nói rất là rõ là như vậy đó. Thấy được là tướng già như mùa hạ của năm, trời nóng muôn vật đều chảy khô. Tôi có một cái góc độ nhìn nữa. Mình ở ngoài đời đó, tóc là điều quan trọng nhất. Tôi hồi nhỏ tôi thích theo cỡ thập niên 60-70 là thích chải tém. Tôi kêu là gì? 37 á. Tôi mà đi ra hớt tóc á là tôi hớt cái kiểu đó. Mà bà già tôi ngược lại. Bà mà thấy tôi hớt giờ về bà ngồi xuống, bà lấy cái tông đơ sẵn, bà xỉa từ dưới xỉa lên, tiêu tùng tôi khóc ơi là khóc. Tiếc và muốn, những cái đó nó không làm cho mình hài lòng. Cho nên ở đời cái tóc nó quan trọng lắm. Cho nên phụ nữ là quan trọng hơn, phải không? À, đi gọi, đi sấy, đi uống, đi nói, đi duỗi, đi công gì đó, đủ thứ kiểu đó. Rồi bây giờ thanh niên cũng vậy đó, đủ thứ kiểu tóc đó. Có khi nó hớt từ bên đây qua bên kia, hớt từ bên đây qua bên kia, nó dựng ở giữa này.
kiểu nhiều kiểu, hay nói là chúng sinh thì nói là nhiều cái điên đảo thiệt. Mà hài lòng. Còn thầy chùa mình nó khỏe, đỡ tốn tiền gội đầu, đỡ tốn tiền đi uống tóc. Chỉ mỗi tháng cạo nghe xong rồi. Nhưng mà thưa một cái điểm tinh tế ở chỗ này, đại chúng khi mà cạo bỏ tóc rồi, đại chúng có luyến tóc cái tóc mình không? Mà của mình đó, chứ không phải của ai à. Luyến tóc, luyến tiếc không? Có khi còn gớm nữa, đúng không? Rồi khi móng tay dài mình cắt bỏ, mình có luyến tiếc cái móng tay không? Không. Tục hơn chút xíu nữa, mình đi vệ sinh ra cái phân của mình đó, của mình nha, mình có luyến tiếc không? Nếu mà luyến tiếc nữa là không biết mình sao ạ. Xin thưa với đại chúng, mình tu mà khi mà mình chết đó, mà mình bỏ giống như mình bỏ tóc, giống như mình bỏ móng tay, giống như mình bỏ cuộc phân mình á, tuyệt vời. Hằng ngày thì nó sống ở đâu? Nó sống trong bụng mình. Hằng ngày nó sống đâu? Nó sống đây nè. Hằng ngày nó sống đâu? Nó sống trên đầu mình, đúng không? Cũng vậy, hằng ngày chúng ta lo cho nó nè, đúng không? Tẩm bổ nè, bảo vệ nè, vân vân, nó là quý đó. Nhưng mà khi mà nó bỏ mình rồi đó, phải nói rằng nếu mà người ta thân cách mấy, thương cách mấy, mà để chừng 3 ngày chắc họ chạy tép, phủ phàng lắm, phải không? Như vậy là rõ ràng là cái mê mình nó sâu dữ lắm. Thành ra Phật bắt mình quán vậy. Sở dĩ mà Phật nói pháp nhiều nè, sở dĩ là pháp luân thường chuyển là lại tại cái mê mình nhiều quá. Chứ các tổ một lần ngộ là không mê bao giờ mê. Để chúng ta đồng ý được không? Một lần ngộ thì không bao giờ mê. Còn mình á, tỉnh trong lúc nghe pháp Phật thôi, chứ bước ra ngoài là quên mất. Giống như giờ ngồi nghe giảng vậy nè, à, rồi cái sao cái nó lì rù, mình thì thích nghe, còn ta không thích nghe, rồi cái quay là sân với ta, thí dụ như vậy, quên, cái đó là quên. Cho nên mình sống luôn luôn phải dùng thiền định, dùng chánh niệm để mà quán sát. À, nói đến chánh niệm tôi thấy pháp Phật hay chỗ này. Bắc Tông vậy, có Nam Tông thì không có thôi. À, khóc sĩ cũng vậy. Khi mà mình bước vào đạo á, nói cả cái đầu á, ông thầy bắt mình học tỳ ni, phải không? Đúng không? Tỳ ni và thực hiện theo tỳ ni. Tỳ ni hay lắm. Ngủ mà mở mắt dậy á thì sao? Đọc. Đọc, tại vì không nhớ nên phải đọc để tỉnh lên. Thì miên thị ngộ đương nguyện chúng sinh nhất thiết trí giác châu cố thập thập phương. Nghĩa là bắt mình phải mở mắt ra, phải tỉnh. Rồi bước xuống giường sao? Rồi đi đánh răng sao? Dần dần ở trong cái tỉnh giác đặc biệt vậy. Cho nên tỳ ni không phải là sơ cấp đâu, mà đó là một cái pháp tu để cho người sơ cơ chúng ta bước vào là cứ tỉnh thôi, cứ giác thôi. Đó là cái đặc, phải đó là cái đặc thù đặc biệt của đạo Phật. Nó pháp Phật hay lắm, mình khai thác nhiều cái góc độ mình thấy rằng phải nói đúng là thậm thâm vi diệu pháp là như vậy. Quyền biến, thiên biến vạn hóa để chuyển hóa tất cả chúng sinh trở thành Phật, đó là cái đặc biệt của đạo Phật. Cho nên đạo Phật chúng ta đa dạng đó, thấy không? Nhiều phương tiện, thậm chí tổng số là 84.000 pháp môn là như vậy. Nhưng 84.000 này để quy về cái Phật thừa, tức là trí giác. Thôi giờ mình giác đại cho rồi ở đó mà. Mà giác nó không xa, giống như tôi nói là giác không xa, giác gần mình là chỉ tích tắc thôi. Nắng nóng sôi vàng, trăm sông sắp cạn, hoa tàn liễu úa bờ rạch
bờ lạch trong giường há còn lưu giữ. Cái câu này mà thường mình nhớ là công phu chiều á, thị nhật dĩ quá mạng diệt tỳ giảm, như gì tư hữu hả à, vậy mà lại nói an, hỏi ra thì nói an ngon lắm, như cá cạn nước, không có gì vui đâu. Làm sao mình thấy được người ta giờ rủng rỉnh rồi, trong nhà băng mình cũng có vài trăm triệu, đó là việc nhẹ nhẹ đó, thấy không? Giờ cũng có chút ít tài sản, giống như người xuất gia mình á, à, ráng tu rồi cái lớn lớn lên cái lập được cái chùa mừng lắm, và có được 100 Phật tử, 20-30 Phật tử mừng lắm. Nhiều đó là mình nói hài lòng với sự nghiệp mình rồi. Còn hay hơn nữa là làm chuyện này công đức, làm chuyện kia công đức, rồi để tên để tấm mình vô, vậy là hài lòng là cuộc đời tu mình rồi. Đã đầy đủ rồi. Xin thưa, trong kinh Kim Cang có dạy, Phật dạy, dầu cho xây tháp bảy báo đi chăng nữa cũng không bằng cái người trì 4 câu kệ của kinh Kim Cang. Có 4 câu mà, đơn giản lắm. Nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Cái câu cuối đó, ưng tác. Mà mình có ưng tác đâu. 4 câu à. Mà công đức vô lượng vô biên hơn cả người xây 7 cái tháp báo. Như vậy quý vị làm con Phật, quý vị có tin lời này không? Tin không? Không tin thì đi bỏ xuống thùng rác bây giờ. Cho nên chúng ta phải thường nhớ, như hôm hạ trước tôi có đề nghị đó. Mỗi ngày chư tăng ni Phật tử mình con Phật á, không thời giờ nhiều thì thôi dính ra chừng 5 phút thôi. Quý vị bận lắm, bận nhiều việc lắm, nhưng xin chừng 5 phút thôi, đọc một trang kinh, một câu kinh được rồi. Không nhiều. Tôi nhớ ông cấp cô độc, ông có đứa con trai, trời ơi nó ham tiền kinh khủng lắm, mà nó bực ông cha nó sao mà cứ quê mấy ông thầy chùa quá không biết. Mà cái quan điểm đó là lúc mà do giàu có cho nên là cũng mua được cái chức quan ở trong triều. Khi mà ông vua Ba Tư Nặc ông nghe phàn nàn diễn đề mà ông già cúng dường tam bảo, ông này cũng mất quan điểm chứ, thôi không cho làm quan, về rồi nó cũng đâu sợ đâu, giàu mà, ông già mình giàu mà. Về thụ hưởng còn khỏe hơn làm quan nữa. Về thụ hưởng ông cha cũng thấy rồi cũng hơi bó tay, nhưng mà muốn con mình phát tâm nói thôi giờ mướn nó tu. Nói giờ con hôm bác quan trai này, tháng này cha bận quá, con đi bác quan trai giùm đi, cho con 500 đồng tiền vàng. 500 hồi xưa cũng là giống như mình nhà giàu mà cho con mình 500 với 1 triệu vậy đó. Thế thì dạ được. Cái anh đi vì chuẩn bị kiếm vô cái hốc bà tó nào đó ngủ rồi đã, rồi cái hết ngày đó về. Về ba, con làm xong rồi. Ông già không biết, ông không nói. Ông nói thôi ngày mai mà con ở lại nghe pháp á, cha cho con 1 gan. Trời ơi, không có công việc nào mà khỏe re như cái kiểu này hết. Dạ được. Đến cái cũng vậy, anh ngồi nghe đã, rồi cái anh ngủ vô đó anh ngủ. Hay gì anh trốn ngủ, giờ anh ra pháp hội anh ngồi anh ngủ. Ngủ cái gì anh cho khỏe re. Ông thầy không biết, ông cha ông già không biết. Ông nói thôi giờ nếu mà con nghe thuộc được một bài pháp thì cha cho con 1.500. Rồi ông đúng là ông già ông mê mấy thầy chùa quá rồi đi. Rồi đi nghe ráng nghe được bài pháp. Về nó nói lại nếu mà giờ con hiểu được cái bài pháp này thì cha cho con 2.000 hay là 5.000. Trời ơi, làm ăn gì ngon quá rồi. Dạ nghe.
anh nghe Phật giảng kỹ bài pháp cho cái ngộ được sơ quả. Chứng được sơ quả thì phải nói rằng Phật pháp di diệu chỗ đó. Ý tôi muốn nói rằng một lời Phật dạy đối với chúng ta không dư không thừa. Có đọc thì chúng ta sẽ tỉnh giác, có đọc thì chúng ta sẽ tỉnh thôi. Có cái điều chúng ta đọc sách tạp nhiều quá, sách thế gian nhiều quá, thơ ca ở ngoài đời nhiều quá. Chứ nếu người nào nghiêm chỉnh đọc một trang kinh thôi thì quý vị sẽ thấy cái kỳ diệu của Phật pháp. Huống chi là người xuất gia mình có thời gian rộng, tâm tư được nhàn nhã, không bị áp lực cuộc sống, thì tâm thân tâm nó thanh tịnh rồi, đọc một lời kinh nó phù hợp với cái tâm mình thì thôi tuyệt vời. Đó là một cái phương tiện để nhắc nhở mình tỉnh là như vậy đó. Chứ hàng ngày giả tí theo công phu đi, sáng khuya dậy 4 giờ công phu, lên công phu thì đọc cái gì ạ? Diệu trạm tổng trì bất động tôn gì vân 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 vân, hình như không dính dáng đó, mình lên mình đọc thôi, chứ Phật không kêu mình làm gì hết á. Đọc thôi, đọc xong mới xuống cái ngủ tiếp, ngủ cho đá con mắt là 6-7 giờ dậy ăn sáng, rồi cái lây quay suốt buổi sáng, cái ăn cơm trưa đọc cái gì á, không biết đọc gì nữa, cứ đọc vậy thôi. Rồi chiều 4 giờ công phu, rồi Phật nhắc nữa, thị dược chỉ quá mạng dược thì giảm như thị thiên ngư tư hữu hà lạc vân vân nữa, cũng đọc thôi. Phải đó, kinh Phật mà đâu dính dáng như mình đâu. Tối công phu nữa chứ, tối tịnh độ tối Phật nói mấy các ngươi làm biếm quá, thôi giờ ta giới thiệu qua ông Di Đà, ông dạy cho ông dễ lắm, mà ông sang nữa, ở đây không có khổ, còn ở đây khổ lắm, qua kia đó, khoái, không biết khoái không nữa, cứ đọc hết soi rồi xong ngủ mê. Còn trong cái tỳ ni á, trước khi ngủ mình quán gì ta, đại chúng nhớ không? Quán chữ A, để tâm mình duyên vào đó, để tâm mình không có tán loạn, ngủ nó thanh tịnh, ngủ nó an giấc, ngủ nó trong chánh niệm. Những cái phương tiện của Phật từ thô đến tế nó đều quy chúng ta về cái tỉnh, cái giác, để chúng ta đừng có làm mất thời giờ, tự làm mất thời giờ chúng ta ở trong cái pháp sinh diệt. Ngài đọc kệ: con người kiếp sống phở tợ phù âu, thọ hiểu người trời chớ vọng cầu, bóng ngã nương dâu chiều sắp tới, thân như bồ liễu tạm qua thu, phan lan thở nọ còn xanh tóc, lưỡi giọng ngày nay đã bạc đầu, cuồn cuộn việc đời trôi chẳng đói, dần ô gác nước nước trôi xuôi. Nghe thê thảm thiệt. Con người kiếp sống tợ phù âu, nghe phù âu là cái bọt nổi, nó rất là mỏng manh. Đại chúng có quan sát thử coi thân mình nó mỏng manh hay là nó ngon lành. Mình phải nói rằng đối với đạo Phật cho mình thấy một cái nhận thức quá ư tuyệt vời, luôn luôn tỉnh thức cái thân này nó mỏng manh, nó nhỏ nhoi, phải nói rằng so với tất cả cõi trời nó tệ lậu. Chư thiên mà không dám xuống như này, chứ nó hôi lắm. Cái môi trường của mình đó, rồi cái thân mình quế nè, kiếp giống như là gì đó, ngủ trượt năm cái trượt trong thế gian này. Kiến trượt là cái thấy gọi là sai lầm, kiếp trượt là cái kiếp gọi là mỏng manh tạm bợ,
rồi kiến trược, cái phiền não trược là luôn luôn có đủ những cái tham sân si, cái phiền não. Chúng sanh trược, mạng trược thì thôi khỏi nói rồi. Học Phật thì quán cái này thôi cũng thấy rồi, ớn rồi. Rồi chúng sanh trược là xung quanh mình là toàn là những người sống phiền não giống như mình thôi, cho nên đụng nhau là dễ phiền não. Đụng nhau thì ganh tị, đụng nhau thì ghen ghét, đụng nhau thì thù hằn vân vân. Còn về cõi Phật khỏe lắm. Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ, chính là về đến ở với người Bồ Tát, người bất thối. Cho nên các ngài nhịn mình không à, khỏe rồi à. Mình ăn hiếp các ngài cũng nhịn nữa. Cho nên dễ tu, không có phiền não. Còn ở đây mà không được rồi nghe. Cõi này thì không được nha. Cho nên luôn luôn phải ý thức một điều là con người kiếp sống tờ phù âu, thọ yểu người trời chớ con cầu. Để khi dưới góc độ của ngài nhìn, ngài nói đến cõi trời, ngài cũng đừng có vọng cầu. Vì cõi trời cũng sanh diệt thôi. Bóng ngã nương dâu chiều sắp tới, đó là cái tướng già đó. Thân như bồ liễu tạm qua thu. Phan Lan, cái ông Phan Lan hồi xưa thì cũng đẹp lắm, nhưng ngày nay cũng phải bạc đầu rồi. Cuồn cuộn diệt đời trôi chẳng đói, có nghĩa là vô số diệt nó cứ trôi mãi. Dần ô gác núi nước trôi xuôi. Nếu cái tướng mà mình không có quán sát được cái tướng già một cách sâu sắc, một cách tinh tế, một cách tinh tường, thì tất cả đều trôi xuống. Phải nói rằng, phải nói bi thảm này nó kết nối bi thảm kia nữa. Mà cái bi thảm này nó không phải mới một đời này chứ đại chúng, mà tới từ vô lượng kiếp rồi. Từ gọi là vô thủy, mình bỏ đi cái tướng không của mình, bỏ đi cái thật tướng của mình, bỏ đi cái pháp thân thanh tịnh trùm khắp của mình, mà nhận một cái tướng thân bé nhỏ sanh diệt, bất tịnh vô ngã vương thế này làm thân mình. Thật sự đó là một điều chư Phật chư Tổ phải nói rằng cảm thương mình vô cùng. Chứ thử nghĩ Đức Phật lúc mà chưa còn làm Bồ Tát Hậu Minh, ngài ở trên đó, ngài ở trong suốt ngày rất là an nhàn. Tự nhiên phải chung xuống này mang cái thân bất tịnh này để nó hình ảnh này trong kinh Pháp Hoa mới như diễn tả, phải nói rằng rất là cảm động. Một ông trưởng giả luôn luôn mặc đồ sang trọng thơm tho mà phải mặc đồ xấu hôi đi xuống tới ở dưới và chỗ nhà vệ sinh để mà gần gũi con, để mà làm quen với nó, để nó đừng có tự ti mặc cảm quá. Mà nói như vậy rồi thử nghĩ lại, Đức Phật vì chúng ta mà bỏ tất cả những cái tốt đẹp nhất để mà đi xuống gần gũi chúng ta, nói chúng ta là chúng ta sẽ làm Phật hay là chúng ta làm Phật con. Còn ngài làm Phật cha, mình làm Phật con. Phật tử tức là Phật con chứ không gì à, chứ không phải Phật tử là Phật tử. Phật tử ra đi, ngài Đại Trí Văn Thù thì trong kinh cũng gọi là Phật tử, chứ không phải là Phật tử là người cư sĩ. Không phải Phật tử theo cái nhìn của Đại Thừa là Phật tử là ông Phật con. Giống như ông Khổng Tử là ông Khổng, chứ không phải là Khổng Tử là ông Khổng con. Không phải. Thì Phật tử cũng vậy, mình là ông Phật con. Cho nên làm sao mình sống xứng đáng với ông Phật con, để không có uổng công các ngài từ bi từ trên những cái quốc độ thanh tịnh trùng khắp, và các ngài phải thì hiện xuống trong cái ngũ trược ác thế này để ngài giáo hóa mình. Đó là cái điều mà chúng ta phải trân trọng, và chúng ta phải thấy rằng chúng ta rất là may mắn an ủi trong cái kiếp người của chúng ta. Cho nên từ đây về sau, từ đây về mãi mãi về sau, từ cái kiếp này về mãi mãi kiếp sau, làm sao chúng ta phải sống tỉnh giác theo đúng cái phong cách của người con Phật chúng ta. Kính chúc đại chúng vô lượng an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
cái lời giảng của thầy thì hơn một tiếng đồng hồ vừa rồi, thì tâm lý của con có một ý kiến như thế này, và xin thầy cho biết ý kiến là bây giờ thì qua cái lời giảng của thầy đó, thì tất cả các tu hành của chúng ta cái này như chùa, thiền viện, thiền xá có thể trở thành một cái cửa hàng tự chỗ, sân tự chỗ, nhà tự chỗ, bệnh tự chỗ, nữ tự chỗ, chứng có tự chỗ, chứng không tự chỗ, niết bàn tự chỗ, địa ngục tự chỗ. Chúng con khởi lý như vậy cho thầy như thế nào hay như thế nào? Dạ, theo cái chia sẻ mà hồi nãy giờ thì như con có thưa với đại chúng là thiệt cái chữ tự chọn nó hay, cái chữ tự chọn là nó hay nhất, tại vì không ai có quyền chọn thế cho mình cả. Cho nên theo lời của thường tọa trong ban thiết sự thì con kính gửi đại chúng nhớ hai chữ tự chọn thôi. Dạ, mô Phật. Bây giờ là hết giờ, xin cung thỉnh toàn thể đại chúng chúng ta khởi thân về mọi thứ. Oh.